Kính thưa quý vị, tôi xin được dịch bài pháp của Ngài. Hôm nay là ngày Chủ nhật 31 tháng 5 năm 2010. Hôm nay là một ngày quý báu và vui sướng. Đó là ngày bắt đầu cái khóa thiền 32 ngày tại Như Lai Thiền Viện thuộc thành phố San Jose, tiểu bang California. Ngài nói Ngài đã đến đây nhiều năm, và lần này lại là một cơ hội sung sướng để gặp được nhiều thiền sinh, và Ngài rất lấy làm hoan hỷ. Ngài thấy rất nhiều thiền sinh đến đây thực tập vì muốn hiểu thêm giáo lý của Đức Phật qua sự thực tập thiền minh sát niệm xứ. Ngài sẽ giúp tất cả quý vị hành thiền theo những cái lời chỉ dạy của Đức Phật được ghi lại trong kinh điển, và cũng theo cái truyền thống mà Ngài Cố Hòa Thượng Mahasi đã chỉ dẫn. Và Ngài nói hôm nay đúng là một ngày vui sướng cho Ngài và cũng cho quý vị. Mỗi chúng sinh thì có những cái khuynh hướng cũng như cái đặc tính bản chất riêng của mình. Thì chúng sinh có khuynh hướng là muốn được hạnh phúc, không thích đau khổ, được sống lâu cùng với gia đình, và không có muốn bị chết. Thì đó là cái bản chất của chúng sinh theo cái lời dạy của Đức Phật. Hầu hết thì chúng sinh đều muốn được hạnh phúc, không có đau khổ. Tuy nhiên, chúng sinh không hiểu được cái nguyên nhân của khổ đau, nên không thể chấm dứt được đau khổ. Cho nên họ chỉ muốn được hạnh phúc mà thôi. Và cách duy nhất mà họ để mưu cầu cái hạnh phúc đó là như con người thì học hành, công ăn việc làm tốt đẹp. Bởi vì họ nghĩ những cái thứ này sẽ cho họ một cái nỗi niềm sung sướng, hạnh phúc. Bởi vì nhờ có lợi tức cũng như có được cái sức khỏe mà do cái sự cái lợi tức này đem lại. Họ không biết được có một cái loại hạnh phúc nó rất là cao diệu, vượt trội cái loại hạnh phúc của thế gian mà họ tìm cầu. Họ sống kiếp này qua kiếp khác trong vòng luân hồi để tìm cầu cái hạnh phúc thế gian, hạnh phúc của con người cũng như hạnh phúc của súc vật, cũng trong một cái cách hướng tương tự, không có khác nhau là mấy. Họ không bao giờ biết được có một cái niềm hạnh phúc vượt trội, lớn lao, cao diệu. Họ không biết được nguyên nhân của khổ đau, và họ cũng biết được cách ngăn ngừa sự đau khổ. Để mà họ cũng không biết cái cách mà đoạn diệt được cái sự khổ đau. Trái lại, họ lại tìm cầu những cái hạnh phúc của thế gian. Và cái sự tìm cầu hạnh phúc của họ nó cũng đưa đến một cái hạnh phúc thế gian mà thôi. Có những người không muốn hạnh phúc thế gian nhưng đi tìm cầu một cái loại hạnh phúc cao diệu hơn, nhưng lại không biết cách để hành cho đúng để được cái loại hạnh phúc này, cho nên cuối cùng họ cũng không thoát ra khỏi cái sự đau khổ. Con người chúng ta ai cũng không thích đau khổ hết. Tuy nhiên, trong đời sống thì có những điều chúng ta không biết để mà chấm dứt khổ đau. Chúng ta muốn trẻ mãi nhưng mà chúng ta lại phải bị già. Chúng ta muốn khỏe mạnh nhưng lại bị bệnh hoạn. Chúng ta muốn sống lâu nhưng cuối cùng rồi chúng ta cũng phải chết. Chúng ta không thích khổ một chút nào hết, không thích khổ thân, cũng không thích khổ tâm, nhưng cuối cùng chúng ta cũng bị khổ thân và khổ tâm. Chúng ta không thích sầu bi, nhưng chúng ta lại chịu sầu bi. Như vậy là chúng ta không có thích những cái điều đau khổ này, nhưng mà chúng ta không biết cách nào để ngăn ngừa hay là chấm dứt những cái điều đau khổ đó. Chúng ta không biết đau khổ từ đâu đến, cho nên chúng ta đã đau khổ qua nhiều kiếp trong cái vòng luân hồi
mà không có lối ra. Thì Đức Phật dạy rằng 100% của cái sự đau khổ đều do phiền não, ô nhiễm trong tâm mình gây ra hết. Chúng ta khổ vì chúng ta có tham ái, chúng ta sân hận, chúng ta si mê và không biết được sự thật. Và Đức Phật dạy rằng cái sự đau khổ của chúng ta có nguyên nhân từ những cái phiền não ô nhiễm này. Đây là lời dạy của Đức Phật, đó là 100% sự đau khổ do từ ô nhiễm trong nội tâm mà gây ra. Cho nên ô nhiễm hay là phiền não đưa đến đau khổ, và đây chính là nguyên nhân của khổ đau. Khi những cái phiền não ô nhiễm nó thiêu đốt tâm của chúng ta, tâm của chúng sanh, khiến chúng ta luôn luôn bị đau khổ. Cho nên phiền não hay là những ô nhiễm, nó là nguyên nhân đưa cho chúng ta những cái sự khổ đau trong kiếp này và trong những cái kiếp tới. Do đó, vì phiền não mà chúng ta có ô nhiễm trong tâm và chúng ta chịu sự đau khổ. Nếu mà chúng ta không thích đau khổ thì chúng ta phải biết được cái nguyên nhân và kinh nghiệm được những cái nguyên nhân này và biết cách ngăn ngừa, đoạn trừ và tiêu diệt những cái mầm mống ngủ ngầm trong tâm gây ra đau khổ. Có nghĩa là chúng ta phải biết phương cách thực tập để chấm dứt khổ đau. Đức Phật đã tự mình tu tập và tìm ra cái con đường để chấm dứt phiền não, và Ngài đã dạy lại chúng ta cái phương cách đó để mà cho chúng ta cái cơ hội cũng tẩy được phiền não, chấm dứt khổ đau để có được hạnh phúc thật sự như Ngài. Khi mà lửa cháy thì để lại những cái than cho những vết cháy đen, nó làm hại môi trường cũng như là thiêu nóng môi trường cũng như là những sinh vật trong môi trường đó. Thì cũng tương tự như vậy, khi cái lửa tham sân si mà cháy lên hay là bộc khởi lên trong tâm, nó sẽ thiêu đốt chúng ta và đem lại nhiều sự khổ đau, sự khổ thân cũng như sự khổ tâm. Thì khi mà lửa tham sân si mà thiêu đốt thì tâm tư của chúng ta cũng giống như một bãi than đen đầy tro tàn. Cũng do chính vì vậy mà vì cái lửa tham sân si mà chúng sanh chịu nhiều khổ đau. Cho nên chúng ta phải nên biết được cái phương pháp mà chấm dứt những cái phiền não do lửa tham sân si này gây ra. Cái phương pháp này sẽ giúp chúng ta tận diệt được tham sân si. Thì có ba cái loại phiền não. Phiền não thứ nhất là phiền não thô tháo, thể hiện qua thân và khẩu. Phiền não thứ hai là phiền não nó nằm trong cái tâm của mình, sinh khởi trong tâm. Và phiền não thứ ba là phiền não ngủ ngầm, chìm sâu dưới nội tâm. Và khi có mà điều kiện hội đủ thì sẽ sinh khởi trở thành phiền não gây nhiều đau khổ. Thì ba cái loại phiền não này thì sẽ được đoạn trừ theo ba cái phép đối kháng trở lại, đó là giới, định và huệ. Thì phiền não thô tháo sẽ được tiêu trừ bởi giới, phiền não mà trong tâm sẽ được chế ngự bởi định, và phiền não ngủ ngầm sẽ được bứng tận gốc rễ bởi huệ. Cho nên để đối trị ba cái loại lửa tham sân si, tức là ba cái gốc của phiền não, thì có cái con đường giới định huệ để mà đối trị trở lại. Con người thì không có thích đau khổ, muốn hạnh phúc, và muốn được như vậy thì nên hiểu được nguyên nhân của khổ đau và nên biết cách ngăn ngừa, đoạn tận và bứng gốc cái phiền não cũng nằm trong tâm. Và cái con đường mà giúp chúng ta ngăn ngừa, đoạn trừ và bứng gốc rễ của phiền não, đó là thiền minh sát niệm xứ mà thiền sinh sẽ tập trong cái khóa thiền này. Chúng ta nên cố gắng nỗ lực chánh niệm ghi nhận
những cái hiện tượng mà nó sanh khởi nổi bật để ngăn ngừa, đoạn trừ và bứng tận gốc rễ phiền não. Thiền minh sát niệm xứ nếu mà được thực tập một cách đúng đắn, toàn triệt thì sẽ bứng, thì sẽ giải quyết được cái phiền não của con người. Cho nên thiền sinh trong khóa thiền nên nhớ hai điều khi thực tập trong cái khóa thiền này, đó là lắng nghe hết lòng những cái lời chỉ dẫn cái phương pháp hành thiền, và thứ hai là nỗ lực thực tập một cách nghiêm chỉnh, hết lòng, toàn diện và tập với một cái sự hoan hỷ trong tâm. Nếu mà làm được hai điều này thì chắc chắn là thiền sinh sẽ dập tắt được phiền não mà đã theo chúng ta qua bao nhiêu kiếp trong cái vòng luân hồi. Và phiền não thì sanh khởi bất cứ lúc nào, cho nên thiền sinh phải chánh niệm ghi nhận trong khi đi, đứng, ngồi, nằm để cho chúng ta ngăn ngừa phiền não không có sanh khởi, hay nó đã sanh khởi chúng ta sẽ dập tắt và đoạn trừ những cái nguyên nhân, những cái ngủ mầm mà gây ra những cái phiền não trong bốn cái oai nghi này. Nói tóm lại thì có hai cái yếu tố mà để có thể dập tắt được phiền não đối với người thiền sinh là lắng nghe cái lời dạy về cái pháp hành minh sát niệm xứ cho nó rõ ràng, và thứ hai là tu tập một cách nghiêm chỉnh theo cái những cái lời dạy đó. Và nếu mà tu tập được như vậy thì tuệ giác sẽ phát sinh, có nghĩa là trí tuệ sẽ đến giúp chúng ta đoạn tận phiền não trong cái khóa thiền. Như vậy cái điều chính yếu là chúng ta hay là quý vị thiền sinh phải thực tập cho đúng theo kinh điển của Đức Phật. Và Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi đã dạy cái pháp môn thiền minh sát mà quý vị sẽ thực tập dựa trên những cái lời dạy của Đức Thế Tôn về cả hai phương diện lý thuyết và thực hành. Và những cái lời dạy của Ngài Mahasi đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ, và lát nữa đây khi mà quý vị được nghe những cái lời dạy này thì hãy chú tâm lắng nghe hết lòng. Rồi mỗi ngày quý vị còn nghe được một giờ pháp thoại sư giảng cho quý vị nghe, cũng như quý vị sẽ được trình pháp với các vị thiền sư giúp sư để hướng dẫn quý vị. Cho nên quý vị sẽ có cơ hội biết được những sự chỉ dẫn đúng đắn, và sư mong mỏi quý vị hãy cố gắng nghiêm chỉnh thực tập theo sát những cái lời dạy này để cho có được ích lợi và kết quả. Sư sách tấn quý vị hãy hết lòng thực tập trong cái khóa thiền này để xứng đáng với cái phước báo mà mình đã được sinh làm người trong cái thời kỳ mà Phật pháp còn được lưu truyền. Sa-du, sa-du, sa-du.